Ở tầng trệt đến tầng 1 này, bật công tắc 1 này. Đi lên tới tầng 1 á, mình tắt công tắc 2 này. Bật công tắc 3 này. Đi lên tới tầng 2 á, mình tắt công tắc 4 này. Và đi xuống này, bật công tắc 4 này. Xuống tầng 1 mình sẽ tắt công tắc 3 này. Bật công tắc 2 này. Và xuống tầng trệt mình sẽ tắt công tắc 1 này. Xin chào các bạn, hiện nay có rất nhiều bạn kêu mình hướng dẫn các bạn cách lắp đặt mặt đèn cầu thang cho gia đình gồm 2 đến 3 tầng nhá. Và có rất nhiều bạn đã lắp nhưng mà khi lắp thì bật automat chống giật lên thì bị nhảy. Để giải quyết các thắc mắc và câu hỏi các bạn thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách lắp mặt đèn cầu thang nhé. Ở video trước thì mình đã làm video hướng dẫn các bạn cách lắp mặt đèn cầu thang gồm 2 tầng, đó là tầng trệt và tầng 1. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp mặt đèn cầu thang 3 tầng nhé, tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. Từ đó thì các bạn sẽ áp dụng lên được 4 đến 5 tầng và 6-7 tầng luôn nhé. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chưa biết và đang cần biết, còn những bạn biết rồi thì mình chỉ lướt qua cho vui thôi nhé. Ở mặt cầu thang 3 tầng này á, thì mình sẽ sử dụng 4 công tắc 3 cực. Nó gồm có 3 chân, đó là chân 1, chân 2 và chân C. Ở các thiết bị thì mình có đánh dấu số và ký tự để các bạn dễ hình dung nhé. Ở tầng trệt thì mình sẽ đánh dấu công tắc là số 1, tầng 1 là số 2, số 3 và tầng 2 là số 4. Đèn số 1 và đèn số 2. Cái nguyên lý hoạt động của nó là khi mà các bạn đi lên tầng 1 á, thì các bạn sẽ bật công tắc ở tầng G là bật công tắc 1 này. Đèn 1 sẽ sáng. Và khi đến tầng 1 á, thì các bạn sẽ tắt công tắc 2. Đèn 1 sẽ tắt. Và bật công tắc 3. Đèn 2 sẽ sáng. Và tắt công tắc 4. Đèn 2 sẽ tắt nhé. Và ngược lại đi xuống á, thì các bạn bật công tắc 4. Thì đèn 2 sẽ sáng. Tắt công tắc 3. Đèn 2 sẽ tắt. Bật công tắc 2, đèn 1 sẽ sáng và tắt công tắc 1, đèn 1 sẽ tắt nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây nhá. Như mình đã nói thì cái công tắc 3 cực thì nó sẽ có 3 chân, chân 1, chân C và chân số 2. Ở đây chân 1 của công tắc 1 sẽ đấu với chân 1 của công tắc số 2 nhé. Và cái chân 2 của công tắc 1 sẽ đấu với chân 2 công tắc số 2 luôn nhé. Rồi, tương tự thì cái công tắc số 3, chân số 1 á, mình sẽ đấu với chân số 1 công tắc số 4. Và chân số 2 công tắc số 3, mình sẽ đấu với chân số 2 công tắc số 4 nhé. Rồi, chân C của công tắc số 4 mình sẽ đấu vào một chân của bóng đèn số 2 nhé. Rồi, tương tự chân C của công tắc số 2 mình sẽ đấu vào một chân của đèn số 1 nhé. Rồi, ở đây á, thì cái chân C của công tắc số 3 và chân C công tắc số 1 á, là mình sẽ cầu ra cái dây nóng ở CB nhé. Đây, mình sử dụng con RCBO đây, CB chống giật đây. Mình sẽ cấp vào dây nóng nhé. RCBO thì nó có hai chân, đó là chân dây nóng và chân để dây nguội nhé. Đây có cái hiệu N là nguội này. Mình lắp đúng theo nhà sản xuất luôn nhé. Cái này dây mình chừa dài quá, để mình cắt bớt ra. Rồi, hai chân còn lại của hai bóng đèn á là mình sẽ cấp dây nguội cho nó nhé. Ở đây mình sử dụng dây xanh là dây nguội này. Dây lửa này, dây nguội này. Mình sẽ cấp vào chân nguội của CB nhé. Đấy, vậy là mình đã đấu dây xong cho mạch đèn cầu thang này rồi nhé. Để mình nói lại cái sơ đồ đấu dây nhé. Chân số 1 của công tắc 1 sẽ đấu vào chân số 1 của công tắc 2 này. Chân số 2 công tắc 1 sẽ đấu vào chân số 2 của công tắc số 2 này. Chân số 1 của công tắc 3 sẽ đấu vào chân số 1 công tắc số 4 này. chân số 2 công tắc 3 đổ vào chân số 2 công tắc 4 này, và chân C công tắc 4 sẽ câu vào bóng đèn này, chân C của công tắc số 2 câu vào bóng đèn này, và chân C công tắc 3 công tắc 1 á, mình sẽ cầu ra tiếp điểm nóng của cái CD nhé, và cái dây nguội của hai bóng đèn này á, mình sẽ cấp vào chân N của CD nhé. Đấy, giờ mình sẽ cấp nguồn cho CB và mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Rồi, khi đi đến tầng 1 này, bật công tắc 1 này, đèn sáng này. Mình tắt công tắc 2 này, đèn 1 tắt này. Bật công tắc 3 này, đèn 2 sáng này. Tắt công tắc 4 này, đèn 2 sẽ tắt này, đi xuống nhé. Bật công tắc 4 này, đèn 2 nó sáng này. Tắt công tắc 3 này, đèn 2 tắt này. Bật công tắc 2 này, đèn 1 nó sáng này. Đi xuống tầng trệt á, mình tắt công tắc 1 này, nó sẽ tắt này. Đấy. Giờ mình sẽ đậy cái nắp lại cho các bạn để hình dung ra nhé. Đấy, vậy là mình đã đấu xong cái mạch đèn cầu thang 3 tầng cho các bạn rồi nhé. Một cái lưu ý quan trọng là khi các bạn lắp mặt đèn cầu thang cho gia đình nhé, mà sử dụng Aptomat chống giật á, thì các bạn hãy nhớ là các bạn lấy cái dây nóng ở tầng nào á, thì các bạn phải lấy dây nguội ở tầng đó nhé. Tại vì ở mỗi tầng á, nó sẽ có một cái CB chống giật riêng. Mà cái nguyên lý hoạt động của cái CB chống giật á, là nó chống dòng rò nhé, nó hoạt động theo nguyên lý chống dòng rò. Đấy, thì các bạn phải lắp cái dây nóng ở đâu á, là dây nguội phải đó nhé. Lắp dây nóng ở CB ở tầng nào á, phải dùng dây nguội ở tầng đó nhé. Đấy, đó là cái nguyên nhân tại sao khi mà các bạn lắp Aptomat chống giật mà các bạn lấy dây nguội ở tầng 2 mà các bạn lấy dây nóng ở tầng 1 thì sẽ bị nhảy CB liền luôn nhé. Đấy là mình giải thích tại sao á, là các bạn lắp cái mặt đèn cầu thang lại bị nhảy cái CB chống giật này nhé. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé. Nếu các bạn có những ý kiến hay thắc mắc gì thì hãy trả lời bình luận phía dưới nhé. Mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé.